chào bà con nông dân. Hôm nay là thứ sáu ngày 13 tây tháng 5 năm 2022, trại Trùng Quế Hai Ngôn, Bình Tân, Vĩnh Long xin kính chào toàn thể bà con nông dân. Hôm nay là tôi là Hai Ngôn, tôi xin chia sẻ với tất cả bà con một cái đoạn video ngắn. Đoạn video này là chia sẻ nhằm để mục đích là vui, giải trí. Thì hôm nay tôi xịt sầu riêng, bà con thấy giờ nếu mình làm sầu riêng, mình làm vườn mà nếu mương rãnh mình làm đàng hoàng á, thì mình chỉ cần mình để cái thùng như vậy với cái máy như vậy thì mình cứ lôi mình xịt dài dài thôi, nó rất là nhàn, bà con thấy ha. Thì tôi cũng xin nhắc lại với tất cả bà con mình có trồng sầu riêng á, thì tại sao mà tôi xịt thuốc là tôi quay một cái đoạn video tôi chia sẻ với bà con tham khảo để vui chơi, thì do cái hiện tượng năm nay là mưa nó đến với đồng bằng sông Cửu Long mình nó đến sớm, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nắng thì mưa nắng nó xen kẽ, cho nên là cái cây sầu riêng mình nó dễ mẫn cảm với cái sâu bệnh. Thì bà con thấy đây, cái này thì tôi mới vừa vô gốc nó khoảng được 2 tuần. Thì trước khi tôi vô gốc nó như vậy thì tôi đổ vô một gốc sầu riêng như vậy nè. Một gốc như vậy thì tôi đổ vô khoảng 25-30kg phân hữu cơ Trùng Quế. Đó thì bà con thấy đứa cháu nó xịt đó, xịt trước đó. Rất cay hết như thế. Nhưng mà bà con thấy cái phân Trùng Quế tôi gãi để khoảng chừng 2-3 tuần thì bắt đầu đọt cái cây sầu riêng nó đi đọt, các bà con thấy thấy à. Thì cái này những cái thực tế nè mà tôi chia sẻ để bà con tham khảo, bà con thấy là cái phân hữu cơ mình gãi ít á thì nói chung là mình thấy nó không hiệu quả lắm, nhưng khi mình gãi nhiều, mình gãi đúng thời điểm và đúng số lượng của từng cây thì bà con thấy cây nó phát huy, thấy là rất là mỹ mãn. Đó, bà con thấy đây nè, tôi quay cho bà con thấy cái đọt của sầu riêng là bà con thấy ha. Do bữa nay trời nắng quá cho nên là cái hình nó cũng bị đẹp, cho nên là mình cũng hình bằng có điện thoại. Đó, bà con thấy cây sầu riêng bên kia hai cái đọt đó, bà con thấy nó bị đọt ha. Thì cái này tôi chia sẻ thêm với bà con thôi, chứ không phải là tôi động viên bà con là nên mua cái phân Trùng Quế của tôi hay gì ha, cái này tôi không có. Nhưng điều tôi gợi ý với bà con nên nhà vườn mình á bây giờ nên xài cái phân hữu cơ đi. Bà con mình xài cái phân hữu cơ nào cũng được. Nói chung bà con khoái thì bà con xài. Nhưng điều nên xài hữu cơ, đừng xài cái phân hóa học nhiều. Cái phân hóa học nhiều thì là dần dần cây mình nó dễ chết đó, nó dễ đi theo ông theo bà sớm đó. Ha, bà con thấy nè. Thì trong cái miếng vườn sầu riêng á, thì nó cũng có cây lớn cây nhỏ, nó không có đồng đều nha bà con. Đó, tôi cũng xác định ở dưới bà con là nó không có đồng đều được. Cái cây sầu riêng là cây nó đặc tính nó rất khó trồng. Nên là bà con thấy nè, hôm nay nó đi cái đọt bà con thấy nè ha. Cho nên tôi vô cái miếng vườn này thì tôi vô cái thời gian á nó dài lắm, tại vì chỉ có hai anh đào được cái mô vô chân ốp mô như vậy thôi. Tôi thấy tôi vừa ý cho nên tôi nhà chỉ có hai anh đào thôi, cho nên hai anh nó đào hết miếng vườn của tôi á là đúng một tháng, đúng một tháng mới xong. Thì cho nên những cái cây nào á, là mình vô trước thì nó đi đọt trước, cây nào vô sau nó sẽ đi đọt sau. Đây nè bà con thấy nè, đi dài dài thôi cho bà con thấy. Đó, bà con thấy nó đi đọt, bà con thấy ha, sầu riêng đi đọt. Thì lúc nào tôi cũng mong muốn á là bà con nông dân mình á nên xài cái phân hữu cơ, tại vì á, là qua cái là 2,5 năm rồi tôi xài cái hữu cơ thì tôi thấy nó có hiệu quả, rất hiệu quả nha bà con. Mà xài hữu cơ làm sao phải đúng thời điểm và đúng số lượng đó, cho cái cây của mình thì nó phát huy hết công sức,
của cái phân hữu cơ. Còn nhiều khi mình xài nó không đúng số lượng chứ nó không đúng thời điểm thì có thể là cây chừng nó không phát huy được cái công sức của cái cây của mình đó. Thì những cái gì tôi gợi ý với bà con thì bà con nghiên cứu nha, bà con thấy nó có hữu ích thì tôi xin bà con một cái đăng ký vô cái kênh YouTube Trại Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long à, để khi bà con á là bình luận á, tôi sẽ được có những lời bình luận quý báu của bà con liền. Đây nào, tôi gáy cho bà con thấy đây. Đây thì bà con nào có nuôi bò đó thì nên nuôi con trùng quế đi ha, để mình được cái phân tốt nhất à, đây bà con thấy nè, cây sầu riêng của tôi à, những cái cây này là những cây tốt nha, tôi nói luôn với bà con những cây tốt 2,5 năm tuổi đây à, những cây tốt à. Thì bà con nào có nuôi bò thì nên nuôi trùng quế. Thì hôm nay tôi chỉ có một đoạn video ngắn vậy thôi, tôi xin chia sẻ với bà con à, trước khi kết thúc đoạn video tôi xin kính chúc bà con một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình à, tôi xin kính chào đoàn kết, hẹn gặp lại tất cả bà con nông dân trong những đoạn video tiếp theo. Tôi xin chào.